Hàng chục nghìn du thuyền đã đi qua cầu tháp ở thủ đô London của Anh, song chỉ có một vài chiếc được công chúng quan tâm như là siêu du thuyền chống bom của tỷ phú Nga Andrei Medichenko. Với trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng 6,6 tỷ đồng tiền Việt, siêu du thuyền Moto AA của ông vua Hào Nhoáng là một trong 25 siêu du thuyền lớn nhất thế giới. Moto Arch có chiều dài gần 120 mét, diện tích sử dụng là 2.300 mét vuông, bao gồm 7 cabin và 3 hồ bơi. Siêu du thuyền chạy bằng hai động cơ diesel, tốc độ tối đa là 23 hải lý, do công ty tàu thủy Blom và Voss của Đức đóng vào năm 2008. Theo thiết kế của kỹ sư người Pháp Philippe Tach. Ngoài ra, siêu du thuyền này có chỗ đỗ trực thăng, bên trong có thể chứa 40 thuyền viên điều khiển và 14 hành khách. Điểm nhấn của siêu du thuyền là lớp kính dày 44 mm được trang bị ở các cabin giúp chống bom. Trên thuyền còn có ba bể bơi lớn có chức năng tạo dòng nước để bơi ngược dòng. Thuyền cũng có phòng chăm sóc sức khỏe chuyên massage và làm đẹp. Trước đây khi mới hoàn thành mô tô là siêu du thuyền lớn thứ 6 thế giới, tuy nhiên hiện nay thì nó chỉ xếp thứ 25 thế giới. Sau khi khám phá những hình ảnh về chiếc du thuyền vừa rồi thì nhiều người sẽ thắc mắc rằng là không biết tỷ phú người Nga ông vua hào nhoáng này là ai và xin được tiết lộ là ông Menushchenko sinh năm 1972 và sở hữu khối tài sản là 11,4 tỷ đô la Mỹ là người giàu thứ 139 xếp uh, xếp theo cái bảng uh, xếp hạng năm của Forbes và tỷ phú sở hữu khối lượng đồ sộ uh, Minichenko từng gây sốc khi mà ông mua tặng vợ một du thuyền trị giá 450 triệu đô la Mỹ có vẻ giới nhà giàu thì rất thích du thuyền. Đó là một món quà xa xỉ bậc nhất mà ông trùm ngành ngân hàng xứ Bạch Dương đã dành tặng cho bà xã. Ngoài ra thì những món quà nho nhỏ như là mà chúng ta vẫn coi là món quà rất là đắt tiền, ông coi là nho nhỏ thôi Ví dụ như là những chiếc túi, những chiếc món đồ thương hiệu cao cấp của LV, Hermes hay là những đồ trang sức kim cương thì nhiều không kể xiết. Vâng, và tại Việt Nam những năm gần đây thì sự xuất hiện của những du thuyền đã không còn là hiếm. Trong danh sách những du thuyền hạng sang ngự trên sông Sài Gòn, còn phải nhắc đến đầu tiên đó là chiếc du thuyền Azimut 70 của gia đình chồng Tăng Thanh Hà. Đây là chiếc du thuyền có giá trị và sang trọng bậc nhất Sài Gòn hiện nay. Chiếc du thuyền này có giá đến 4 triệu đô la Mỹ. Chiếc du thuyền nổi tiếng thứ hai nằm trong danh sách này, đồng thời được nhiều người biết đến nhất Việt Nam hiện nay là chiếc Sunseeker của gia đình nữ hoàng ảnh là lịch Diễm My và sẽ là thiếu sót nếu như chúng ta không điểm danh đội du thuyền của chúa đảo Tuần Châu, sở hữu hàng loạt du thuyền có giá trị lên tới 1,5 triệu đô la Mỹ, tài sản của chúa đảo đảo Hồng Tuyền à, khiến nhiều vị đại gia cũng phải mơ ước.